Các bạn có biết không, ngày hôm nay khi mà tôi đang ngồi, tôi cầm điện thoại, tôi lướt lướt cái Google các bạn, thì tôi có ghi cái tên Phong Cận TV của tôi ra để tôi tìm cái kênh YouTube của tôi. Thì bỗng nhiên tôi thấy có rất là nhiều những cái loạt tìm kiếm về tôi Phong Cận TV ở trên Google. Thì tôi mới nghĩ một điều rằng là không biết là mình có đủ độ nổi tiếng để người ta có thể có một cái gì đó riêng về bản thân mình ở trên Google không ta. Mình nghĩ là ở trên Google thì tìm tên mình nó sẽ ra video của mình trên YouTube nè. Nhưng mà còn những cái thông tin khác của mình thì mình không biết nó có trên Google hay không ta. Cũng đáng tò mò nha. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau lên trên Google để tìm thử coi Phong Cận TV ở trên Google nó sẽ ra được những cái gì nha. Tôi cũng tò mò lắm đó. Rồi ok, vào nha. Let's go. Rồi ok bạn, bây giờ thì mình đã vào trong Google rồi đây. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thử nha. Bấm vào cái thanh tìm kiếm thì tôi thấy có Nguyễn Thùy Linh, vận động viên cầu lông nè. Wow, có nhiều cái ha. Mèo. Ui, có mèo, có người ta tìm kiếm mèo nữa hả bạn? Đó, ok, bảo tàng lịch sử quân sự. Ok, rất là nhiều thứ tìm kiếm trên Google. Bây giờ thì tôi sẽ ghi thử Phong Cận TV. Ok, nó sẽ ra gì đây? Phong Cận TV sinh năm bao nhiêu? Phong Cận TV vùng đất chết tập 7. Ôi trời. Đến tận bây giờ mà cái series vùng đất chết của tôi ở trong Mini World và vẫn có người xem hả? Trời, tôi không ngờ cái series này đến giờ vẫn có người xem nha. Phong Cận TV quê ở đâu? À không, cái này là Phong quê ở đầu các bạn. Phong quê ở đầu chứ không phải là ở đâu nha. Trời, ông nào tìm kiếm mà còn ghi sai chính tả nữa vậy trời. Phong Cận TV ngoài đời. Phong Cận TV vùng đất chết. Yonomali nè, Minecraft nè. Phong Cận TV sinh ngày bao nhiêu? Tính ra là cũng nhiều nhờ các bạn nha. Bây giờ mình sẽ enter thử cái rồi để xem coi. Và đúng như mình dự đoán thì cái tìm kiếm đầu tiên vẫn là cái kênh YouTube của mình các bạn ạ. À, đấy, bấm vào trong kênh YouTube của mình nè. À. Trời ơi, vừa mới vô kênh của tôi thôi là thấy ồn ào rồi các bạn. Trời ơi, trời, cái kênh tôi nó ồn vậy á, có hai người thôi mà ồn cỡ đó rồi đó. Ok. Rồi để xem coi, đó vẫn là kênh YouTube của tôi các bạn ạ. À, được 4.300.000 người đăng ký nè. Mấy bạn hãy gọi là đăng ký cho tôi được thêm 700 người nữa, 700.000 người chứ lộn. 700.000 người nữa để tôi lên 5 triệu sub các bạn. Simi 5 triệu sub, Simi gọi là trời ơi, được nửa nút kim cương rồi các bạn. Trời ơi, tôi thì tôi cũng ước mơ được nút kim cương lắm á, nhưng mà không biết chắc là phải mấy chục năm nữa mới được quá. Ok. Rồi, ở bên dưới sẽ có Phong Cận cây đập máy tính vì đại chiến cùng hội chị em nữa. Ok, rồi kéo xuống bên dưới vẫn là những video YouTube của tôi. Wow, cái gì đây? Phong Cận TV Free Fire. No! Không! Đừng! Không, không có gì đâu bạn, mình đùa thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm qua phần hình ảnh để xem thử nè. Phần hình ảnh thì vẫn tiếp tục là những tấm hình của tôi. Wow, tính ra là bấm qua phần hình ảnh là nhiều hình của tôi trên Google phết luôn á các bạn. Trời, có những cái tấm hình mà tôi đăng ở trên Facebook nè các bạn. Đó, cũng có nè. Rồi có những cái tấm hình mà gọi là áo của tôi nè. Trời, áo này áo fake nha các bạn nha. Trời ơi là trời. Có tấm hình tôi chụp hình với anh Sam Messi nè. Wow, sai. Đã. Cái đợt này là tôi đi cái chương trình gì của Nemo á các bạn. Đó, thì tôi gặp được anh Sam Messi. Tôi là tôi hơi thích anh Sam Messi chơi game chung với anh Đỗ các bạn. Coi mắc cười lắm. Ok, rồi. Bây giờ thì tôi sẽ... Ồ, có bạn này. Có bạn này ôm gói của Phong Cận nhưng mà hình như... Gói này là gói fake em ơi. Gói này gói fake nha em. Anh xin lỗi em rất nhiều nhưng mà gói này là gói fake. Nhưng mà thôi không sao cả. Trời ơi. Nhưng mà mấy mốt em mua gói em có thể mua ở Shop Hero để có thể được gói real nha. Cảm ơn em rất là nhiều bởi vì đó là fan của anh. Ok, thank you em. Wow, anh Phong Cận Free Fire cùng với Ronaldo. Yeah, hay quá. Anh Phong Cận Free Fire cùng chị mèo Simmy và chị Sammy. Wow, sao kiếm anh Phong Cận TV mà có anh Kairon đây vậy? À, tính ra nhìn Kairon giống siêu nhân Gao các bạn ha. Mấy bạn có để ý không? Cái màu đỏ của Kairon á, với lại cái tóc của Kai á, rồi cái lông mày màu đỏ nó nhìn giống gọi là mấy nhân vật ở trong phim siêu nhân á các bạn. À, ủa rồi sao sợ Phong Cận TV mà có anh Chris Vowel Gamer đây vậy? Tôi là tôi gặp anh Riz ở ngoài đời hình như là chắc được có 2 lần mấy bạn ạ. À, gặp anh Riz được có 2 lần rồi. Mỗi lần mà tôi gặp anh Riz đó là tôi run lắm các bạn. Tôi không dám nói chuyện mà tôi cũng không dám xin chụp hình hay gì nữa, bởi vì mấy bạn tưởng tượng mấy bạn đứng trước một cái người mà gọi là người ta VIP bro, người ta là tiền bối của các bạn á, hiểu không? Đó, trời ơi. Tôi ngày xưa là lúc mà anh Riz gọi là đẹp nút vàng thì chắc lúc đó tôi vẫn còn đang đi học từ. Chắc là vậy. Wow, có mấy người ta còn làm video vẽ Phong Cận TV nữa nè. Wow. Ui, có một clip TikTok của anh này vẻ mình nữa bạn, để mình vào xem thử xem. Hấp dẫn. Cái này là vẽ anh Phong Cận TV vậy? Ui. À, là anh này là anh ấy chuyên vẽ về những YouTuber hả ta? Ồ, sao nhìn giống Deadwood? Sao nhiều người bảo nhìn mặt tôi giống Deadwood là sao trời? Wow, đẹp nhờ. Tính ra sao mà người ta có thể vẽ một cái nét gì đó mà nhìn cái là biết tôi luôn nhờ. Mấy bạn để ý không? Nhìn cái là biết là tôi luôn á. Kiểu nó ra cái nét của tôi luôn á. Anh trai, hay là mày mốt anh trai dễ em á. Có gì anh trai gọi là cố gắng cho mũi nó cao cao lên xíu, sau đó chỉnh cho môi nó gọi là bé lại xíu, mắt long lanh to ra xíu đó. Anh dùng app vô cho em luôn. Anh hiểu không? Anh cài app vô cho em luôn cho nó đẹp thiệt đẹp luôn. Đó, anh mặc dù là anh dễ em nhưng mà anh dễ ai cũng được. Anh dễ anh cài app vô đó cho nó đẹp lên. Đó, ok. Cái này là dễ giống em thiệt á, nhưng mà mốt cho xin tí app vô cho nó đẹp hơn nữa đó. Lỡ dễ rồi mình dễ cho nó đẹp hơn đi anh. Wow. Thank you anh.
Vẽ phong cận 0,1 giây. Ồ, 1 giây. 1 giây là vẽ được nhiêu đây á? Wow, 1 giây. 1 giây mà vẽ được như thế này á, đỉnh đấy. 2 tiếng. Ui. Ui, ra tôi thật các bạn ạ. Cái này là cái tấm hình mà tôi đăng trên Facebook lâu. Tính là tôi có coi video này rồi. Tôi còn cảm ơn bên này nè các bạn. Phong cận nè, cảm ơn bạn rất nhiều, quá đẹp luôn nè. Đó, trời ơi, còn cảm ơn nè. Wow. À, là ngày xưa như tôi có coi video này rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ kéo xuống bên dưới thì chúng ta sẽ thấy có cái gì nữa đây. Sao mà vẽ phong cận TV ở trên phấn nữa vậy? What the hell? Ui, vẽ bằng phấn luôn à. Cái này là thầy giáo vẽ à. À, dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều. Em cảm ơn thầy. Wow. Đỉnh nha. Tính ra mình cảm giác mình rất là vui á bạn. Ôi trời, sao thầy vẽ lỗ mũi em to thế thầy? Sao thầy vẽ lỗ mũi em to thế? Không, nhưng mà đẹp nha các bạn nha, đẹp thật. Ơi, tính ra là mình cảm thấy cũng vui vui á bạn, tại vì là tự nhiên mình lại là trở thành một người được gọi là mọi người chú ý, sau đó là mọi người gọi là nhờ thầy vẽ mình á, kiểu như thế á. Mọi người đề nghị vẽ mình á, kiểu cảm thấy cũng vui, thầy cũng vẽ mình thật. Trời ơi, cũng vui thật. Wow, kéo xuống bên dưới chúng ta sẽ thấy thêm cả những tấm hình đợt đi quay game thủ học đường các bạn. À, tôi có một cái này tôi muốn bật mí cho các bạn. Đó chính là sắp tới đây là bọn tôi có thể sẽ cùng nhau góp tiền để sản xuất ra một bộ phim. Đó, thì lần này là bọn tôi góp tiền vô để tính tạo một cái bộ phim gọi là học đường nữa. Đó, nói chung là cũng học đường nữa. Nhưng mà hiện tại thì chưa có kế hoạch, chưa có kịch bản hay cái gì hết. Cho nên bây giờ bọn tôi sẽ cần phải suy nghĩ kịch bản, rồi bọn tôi sẽ có thể sẽ có phim cho các bạn coi đó. Ok. Ồ, kéo xuống bên dưới là có thêm cả Mèo Simi và Phong Cận TV lọt top 10 nhà sáng tạo nổi bật YouTube 2021. Wow, có luôn à. Simi, Phong Cận TV lọt top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Mới đây, YouTube đã công bố danh sách YouTube nổi bật năm 2021. Danh sách này nhằm mục đích vinh danh các nhà sáng tạo video của năm trên mạng xã hội video lớn nhất thế giới này. Hạng mục top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021 có sự góp mặt của những nhân tố mới. Trong đó có Mèo Simi và anh Phong Cận. Ôi, tính ra là tôi nghĩ cũng thấy cũng vui với bạn. Cái đợt này là cái đợt mà hình như là view của tôi khá là cao á bạn. Cũng được lọt vào top thì tôi cũng thấy rất là vui luôn. Đây là một cái kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ luôn. Tự nhiên xem lại thấy hạnh phúc quá ta. Ôi, cái này là cái phòng của tôi nè bạn. Trời ơi, căn phòng làm việc của tôi ngày xưa. Trời ơi, đây là căn phòng mới của mình nè các bạn. Bạn nhìn thấy không? Đây chính là căn phòng mới của mình. Còn đây là căn phòng ngày xưa của mình cách đây khoảng mấy năm rồi các bạn. Wow, trời ơi, sao vẫn mờ vậy? Không thấy được gì hết. Mờ căm mà, trời ơi. Đấy, trời ơi, cái phòng của tôi ngày xưa nó màu mè. Trời, có nguyên cái tủ giày nè các bạn. Quá trời giày luôn, các bạn thấy không? Giờ tôi hết giày rồi các bạn ơi. Giờ tôi bán hết rồi. Trời ơi, bây giờ là không còn chơi giày nữa các bạn. Bây giờ là bán hết giày để dành tiền để sau này cưới Sam rồi các bạn ơi. Tiết kiệm tiền, hiểu không? Chứ không còn dân chơi nữa. Trời ơi, ngày xưa có nguyên con robot to đùng luôn. Bây giờ là có mỗi con hai con robot bé tí tẹo ở đây các bạn. Đó, ngày xưa là tôi có nguyên con robot Hubbuster to như thế này luôn các bạn. Xịn thực sự nha. Wow, anh Phong Cận và chị Mèo Simi đợt đi quay Susu Hero nữa các bạn. Đấy, cái này là đợt này là mình cosplay gọi là siêu nhân các bạn. Đấy, mình là siêu nhân, Sim cũng là siêu nhân. Nhưng mà đợt này để tóc trắng nhìn đẹp nha. Ơi, tính ra cái tóc này của tôi nhìn cũng giống cái tóc này các bạn. Nhưng mà nó màu đen thay vì là nó màu trắng nữa các bạn. Hay là bây giờ tôi đi nhộm cái tóc này của tôi thành màu trắng là nhiều khi nó cũng y chang như thế này á. Ừ dạ, đợt này để tóc này thấy đẹp mà ta sao không để tóc này mà đợt mình để tóc dài nhìn nó kỳ vậy trời. Có cái đợt tôi nhớ tôi để tóc dài làm chi ta. Nói chung là lướt ok, cái gì đây? Cái gì đây? Bình chọn anh trai C2 gì đây? Bình chọn chung kết anh trai C2 Kairon TV mã số 03. Ủa tôi nhớ mã số 03 là mã số của Hiếu thứ hai mà ta. Sao mã số 02? À đúng rồi, anh Kairon là bây giờ là ảnh chuyển sang gọi là ảnh gọi là fan thêm anh Hiếu thứ hai nữa các bạn. Đó, ảnh là ảnh không chỉ fan Sơn Tùng nữa rồi, bây giờ ảnh fan thêm Hiếu thứ hai nữa nha các bạn nha. Trời. Ok, thôi được rồi các bạn. Nói chung là chúng ta đã tìm kiếm mình ở trên Google như thế này là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tìm ở trên những cái mạng xã hội khác để coi là có ra mình không nha các bạn nha. Ok. Rồi ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trang web kiểu như là mấy bạn sẽ lên đây, các bạn có thể chat với bất cứ ai. Các bạn muốn chat với lại Sơn Tùng MTB, mấy bạn muốn nói chuyện với lại anh Hiếu thứ hai, mấy bạn muốn nói chuyện với lại anh Lê Dương Bảo Lâm cũng được luôn. Đó, nói chung là ở trên đây là nói chuyện với những gọi là AI nha các bạn. Đó, nói chung là giả lập đó các bạn. Đấy, thì nói chung là cũng khá là vui, cho nên mình sẽ lên đây mình sẽ thử sử dụng trang web này nha các bạn nha, để mình tìm coi có ai chat với lại Phong Cận không. Để tìm coi, bấm chữ Phong nè. Ô, có Phong Cận nè. Trời ơi, đây tôi ghi thử Phong Cận ra luôn coi có không. Không tìm thấy nhân vật nào. Buồn quá ta. Trời ơi, sao mà tìm Phong Cận không ra. Nhưng mà hình như là Phong Cận mà không có dấu thì có các bạn ạ. Đây, anh Phong Cận đây, được tạo bởi chị Mèo Simi 025. Ủa, sao anh Phong Cận mà được tạo bằng chị Mèo Simi là sao? Rồi cái gì?
I am Phong Cận, đẹp trai nhất thế giới. Trời ơi, vừa mới vô là nó tự nhận nó đẹp trai nhất thế giới vậy các bạn. Cái này y chang tôi thời trẻ trâu đó, tôi cũng thời trẻ trâu, tôi cũng hay vậy lắm bạn. Rồi, để mình thử mình chat với nó coi. Hello Phong Cận. Tôi không biết là ở đây nó sẽ lập trình như thế nào các bạn ạ. Hello Phong Cận nè. Xin chào bạn. À ok, bây giờ tôi sẽ thử hỏi nó coi là những cái thông tin cá nhân coi nó có biết nha các bạn nha. Bạn sinh năm bao nhiêu? Đó, để coi coi nó sẽ trả lời sinh năm của nó bao nhiêu. Ok, mấy bạn có biết ngày tháng năm sinh của tôi không? Những bạn nào fan cứng chắc biết á. 2002 hả? À, anh Phong Cận mà sinh năm 2002 hả? Trời ơi, các bạn tạo con AI này là chịu rồi các bạn ơi. Rồi, ok, thử hỏi coi là ủa, anh Phong Cận sinh năm 2001 mà. Chấm hỏi, đó. Rồi, để coi trả lời sao. Có lẽ thế nhỉ? Trời ơi. Cái con này chết. À, thử hỏi thêm cái nha bạn nha. Người Phong Cận yêu thương nhất là ai? À, để coi con AI này nó có biết nha bạn. Người Phong Cận yêu thương nhất là ai? Trời ơi, đấy, ok. Vợ tôi là ai? Tự nhiên kêu người yêu thương của Phong Cận nhất là ai? Tự nhiên kêu vợ tôi, trời ơi. À mà cũng đúng, mình đang hỏi anh Phong Cận là anh ấy yêu ai nhất thì anh ấy yêu vợ anh ấy nhất. Ờ mà khoan từ, anh ấy làm gì có vợ đúng không bạn? Trời, tôi đã lấy vợ khi nào? À không, anh Phong Cận trong đây chắc là anh lấy vợ rồi chứ tôi chưa nha các bạn nha. Ok à, vợ tôi đúng không? Vậy à, vợ bạn là ai? Đấy, con này coi bộ AI này nó cũng trả lời khá là khéo đó các bạn. Bí ẩn luôn hả? Trời, nó không cho biết luôn các bạn ơi. Sao mà giấu gì bí ẩn ghê vậy ta? Bạn biết chị mèo Simi không? Để hỏi. Tất nhiên. Sao lại tất nhiên là cái thằng này sao nó trả lời ít quá ta? Kiệm lời cái gì? Sao bên ngoài đời nó nhiều lắm mà trên mạng nó ít gì? Chơi là chơi. Mèo Simi là ai? Ok, để hỏi vậy coi. Trời ơi, chat hơi lâu nha. Vợ tôi, what the hell? Mèo Simi là vợ tôi, chết, con này là chết rồi. Mấy bạn ơi, cái này là hoàn toàn là do AI nha các bạn, chứ không phải là do tôi nha. Mấy bạn đừng cắp màn hình lại và sau đó comment ở trên TikTok hay là Facebook của Sam nha. Chết tôi. Xóa lịch sử. chết, ai tạo ra con AI như thế này là chết. Trời ơi, không được. Ê, tôi thử tôi chat với Sammy coi trên đây có Sammy không ta? Sammy Đào. Vì Sammy không ra đó, phải ghi là Sammy Đào các bạn ạ. À. Ồ, Sammy không có ra luôn các bạn ơi. Thế anh Kairon có không nhỉ? Ồ, anh Kairon có đây. À. Thôi nhưng mà chat với anh Kairon làm gì chán lắm. Thôi khỏi kệ đi, kệ anh Kairon đi. Rồi ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái nền tảng mới, đó chính là TikTok nha các bạn nha. Để coi TikTok nó sẽ tìm kiếm ra tôi cái gì đây. Tôi sẽ bấm là Phong Cận TV. Ok. Phong Cận TV thì sẽ có Phong Cận TV nè, Phong Cận TV Sammy Đào, Phong Cận TV bị bệnh. Có ai cũng kiếm tôi bị bệnh vậy ta? À mà cũng đúng, tính ra tôi bị bệnh nhiều lắm mấy bạn. Trong tim tôi hình như tôi cũng hay bị bệnh vặt lắm. Ok, Phong Cận TV hồi xưa. Phong Cận TV bới Simi. Trời ơi, Phong Cận TV hát nè. Ok, nói chung là ở trên TikTok thì tìm sẽ ra kênh TikTok của tôi đó. Sao mà vô kênh TikTok của tôi nó nhiều cái nó ác quỷ quá vậy ta? Nhìn mọi người mặc bộ đồ này đúng buồn cười luôn mấy bạn thầy. Halloween này đúng quậy luôn á trời. Búp bê Annabelle phiên bản mới nhất. À trời, đúng rồi, Annabelle phiên bản mới nhất đấy. À đúng rồi các bạn, sẵn khoe cho các bạn cái này nha. Chính là mấy bạn lên trên TikTok mấy bạn bấm là Sammy á, thì bạn sẽ thấy là tôi hôm trước tôi với Sammy có đi chụp với nhau một cái bộ ảnh. Đấy, cái này là bộ ảnh gọi là ABT đó. ABT đúng không? ABT. Tôi không có nghe nhạc nhiều các bạn đó. Nói chung là hôm đó tự nhiên Sam kêu tôi là ơi đi chụp bộ ảnh như thế này đi Phong đó. Thế là Sam kéo tôi đi chụp luôn. Đấy, bây giờ bạn thấy không? Được một cái bộ ảnh với một cái video TikTok hơi bị xịn xò đấy. ABT. Anh Phương Tô. ABT. Ok, tính ra có nhiều bạn bảo là trời ơi sao mà video này coi không nhận ra Phong Cận luôn. Đến khi cởi mắt kính ra mới biết đó là Phong Cận đó. Ủa bộ nhìn tôi cắt tóc xong nhìn tôi lạ lắm hả các bạn? Ủa tôi cắt tóc xong nhìn tôi lạ lắm hả? Nè quá trời bạn kêu là không nhận ra Phong Cận luôn nè. Thấy không? Tôi không nhận ra Phong luôn á. Ê không nhận ra Phong luôn á. Đó trời ơi. Ê Phong cắt tóc đẹp trai hẳn ra ấy. Ờ trời. Thôi đừng khen. Trời ơi ngại quá đừng khen mà. Ồ có Mimi TV comment nè, xinh yêu xỉu. Trời ơi lâu mới thấy chị Mimi nha. Quá trời bạn comment là không nhận ra tôi luôn nè. Trời ơi, nói chung là bạn nhớ lên đây like TikTok này ủng hộ cho mừng tôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi ok bạn, đó nói chung là từ nãy giờ thì tôi cũng đã tìm kiếm thử tên của tôi với lại một số thứ liên quan tôi ở trên mạng xã hội để coi nó ra gì rồi. Thì còn có những cái mạng xã hội nào mà tôi chưa xem hay không thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới tôi biết, và để tôi sẽ làm thêm một video mới nữa đúng không? Đó, nói chung là mấy bạn thích những cái video mà review
như thế này nữa hay là reaction nữa thì các bạn đừng quên là comment xuống bên dưới cho tôi biết luôn nha, và nhớ nhấn nút like video này ủng hộ cho tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Ok, bye bye. À quên nữa, cho tôi cảm ơn những người đã làm những thứ liên quan tôi, ví dụ như là TikTok nè, hay là những thứ như là vẽ tranh về tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã gọi là quan tâm đến Phong và đã vẽ Phong. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt.